Bây giờ mình giới thiệu về mình đi. Bạn nam. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường và xin chào quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Chí Hùng, năm nay là 34 tuổi. Nghề nghiệp của em là kỹ sư xây dựng, hiện tại là công tác tại trường Cao đẳng Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh. Ở quận mấy? Dạ ở quận Thủ Đức ạ. À, tức là đang dạy Hùng hả? Dạy, đó là niềm ước mơ của em. Hiện tại giờ em chỉ làm bên chuyên viên tuyển sinh của phòng công tác học sinh sinh viên thôi. Quê Hùng ở đâu? Dạ quê em ở Sóc Trăng chị ơi. Rồi mời bạn gái giới thiệu em ở đâu nè. Dạ em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh, chào anh trai bên kia và chào tất cả mọi người. Dạ. Em tên là Dương Thảo Nguyên, hiện là giảng viên trường Cao đẳng Nam Sài Gòn. Năm nay em 27 tuổi, đang sống ở quận 4 và làm việc ở quận 8. Em ở Long An. Miền Tây đó. Giảng viên là mình đang dạy Dạ em dạy bộ môn tiếng Anh. Một bên xây dựng bên tiếng Anh. Em hỏi về câu tiếng Anh bên đây coi. How are you today? Phải thank you, sit down please, and you. Cảm ơn anh Quyền Linh đã trả lời hỏi em ạ. Hỏi anh chứ quên. Ưu điểm, khuyết điểm của Thảo Nguyên là gì nè? Dạ, em ưu điểm là em rất vui vẻ, hoạt bát, hòa đồng. Em có sự thấu hiểu và thông cảm cho những người xung quanh. Em biết hát, có thể nấu ăn, nhưng mà nấu không có được ngon dữ. Nhưng mà em có thể nấu ăn. Khuyết điểm của em khá mít ướt. Rồi lâu lâu nhiều khi công việc em bị stress, cái em nhiều khi em hơi nóng tính. Ủa, cá mít ướt mà nóng tính là sao? Thí dụ như em coi một bộ phim mà nó cảm động quá cái em hay khóc. Dạ. Cái sở thích của em cũng giống anh á, anh thường mà xem phim cảm động anh cũng khóc. Hả? Anh khóc vậy rồi ai dỗ em anh? Hai đứa mình cùng khóc. Trời ơi, chắc nước lụt hết quá. Mỗi lần coi bộ phim phải tốn cùng giấy vệ sinh. Rồi bạn trai mình có ưu điểm khuyết điểm gì? Hùng. Do em tự lập từ nhỏ, do đó là em tự thú nhận em chắc là người đàn ông của gia đình á. Về việc nấu nướng, giặt đồ, rửa chén hay là lau nhà, quét nhà, tất tật em đều làm được hết. Em suy nghĩ như thế này, người phụ nữ sinh ra thì đã khổ rồi, mang nặng, đẻ đau, còn phải làm việc, bên cạnh đó là còn phải là chăm sóc con cái. Thì em nghĩ rằng đối với người đàn ông thì mình nên chia sẻ một phần nào đối với người phụ nữ. Được, có suy nghĩ về rất tốt. Yeah. Em cũng thích mẫu đàn ông có suy nghĩ như vậy. Có khuyết điểm gì không em ha, Hùng ha? Cái tính hay quên, em sợ ma. Trời. Sợ rắn và em cũng sợ dơ nữa. Thật ra em cũng là người nông dân, là người làm ruộng. Nhưng mà khi mà lên trên đây rồi em thấy khi mà trời mưa xuống á, cái nơi mà có bao ni lông nè, chai thủy tinh nè, chai nhựa mà lâu ngày đóng á, dơ thật là dơ, kêu em mà đặt chân xuống dưới là em không dám. Thấy, nhưng mà sao sợ ma? Thằng ông ta mà sợ ma. Ma là ám ảnh đối với em. Ủa em thấy ma lần nào chưa? Trong cái tưởng tượng của em không à? Tưởng tượng nó ma sao? Ma nó ra sao? Thật ra khi mà em ngủ một mình á là phải bật đèn sáng hết. Nếu như mà tắt đèn á là em cảm nhận là giống như có một cái bóng gì đâu đó đi sau lưng. Nếu mà ngủ thò cái tay vô và cầm lôi kéo vậy đó. Cái trí tưởng tượng em phong phú lắm. Em mà ngủ có một mình á là thức đến 2 giờ, khi nào mòn mỏi xong mới ngủ được. Hiện tại là em đang ngủ với ai? Hiện tại giờ em cũng đang ngủ một mình chị. Bạn gái kêu sợ ma không vậy? Dạ không, em rất thích xem phim kinh dị, phim ma nào ra là em cũng đều đi coi. Vậy anh có đi coi phim với em được không anh? Cũng được. Có gì anh học hỏi theo em mà em bảo vệ anh. Tới khúc có ma anh che mắt lại ha. Không có gì, tới khúc có ma thì cứ cho anh dựa vô vai em ha. Tình trường mình sao Thảo Nguyên? Dạ em trải qua được 2 mối tình. Một mối tình là thời đại học. Một mối tình nữa gần đây là cách đây khoảng 1 năm. Do không có hợp tính nhau, không hiểu, thông cảm, chia sẻ được nên là cũng không đến được với nhau. Mình quen bao lâu mà chia tay? 1 năm. Rồi, bạn trai? Thì em cũng trải qua được 2 mối tình. Mối tình đầu tiên là từ thời phổ thông. Còn mối tình thứ hai là từ thời mà sinh viên. Khi mà bạn ấy không có thích em về làm việc cho cơ quan nhà nước. Với cái ước mơ của em sau này sẽ trở thành một cái giảng viên, cô ấy không chấp nhận. Trong khoảng thời gian đó thì thật ra là cũng có gặp một số người, tuy nhiên là không hợp nhau về tính cách cũng như là về nơi công tác làm việc đó. Thật ra là trước đây nhà em cũng hơi khó khăn, rồi đông anh em chỉ là cố gắng học để nối tiếp ước mơ và đồng thời cũng đi làm là lo cho em gái đi học. Tại bây giờ thì em cũng đã là hoàn thành xong cái thạc sĩ và em gái em cũng đã tốt nghiệp đi làm. Do đó là mọi cái vấn đề mà khó khăn trước đây thì đã là giải quyết hết trơn rồi. Khúc mắc hết là em mà tự tin để mà tìm cho mình một cái người bạn đời để sau này là xây dựng gia đình và biết tước ở tương lai ạ.
Tốt, bà gái nghe vậy là vừa ý đúng không? Dạ. Em cũng mong muốn tìm người cũng có học hành đến nơi đến chốn, có bằng cấp đúng không? Dạ. Bây giờ em mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào, em diễn tả đi. Về ngoại hình 1m7 trở lên. Bên kia cao nhiêu? Càng dạ, to càng tốt. Chắc thiếu 2 phân nữa mới được 1m7 chị ơi. Chết rồi, con 1m68 bớt 2 phân được không em? Dạ được anh, tại em cũng không có được cao lắm, em có 1m52 hả? Vậy muốn... Mà tại em đòi cao vậy đó. Trời. Dạ, về tính tình thì không có gia trưởng, cũng vui vẻ. Khi em giỡn thì cũng vui lợi với em. Khi em nóng thì ảnh dịu, còn khi ảnh nóng thì em sẽ dịu. Cái đó cho anh làm được á. Biết hiểu, biết thông cảm, chia sẻ với em. Tại vì công việc của em làm nhiều khi em cũng gặp stress. Áp lực ha. Dạ, áp lực lắm. Anh có thông cảm cho em được không anh? Nếu mà mình đã thương thì mình thông cảm hết à. Vậy rồi, thôi đúng không? Dạ. Còn anh trai, dạ, muốn tìm mẫu người lý tưởng như mình thế nào? Lúc ban đầu thì em cũng đưa ra tiêu chuẩn là nữ là cao 1m55. Ừ. Nhưng mà bạn nữ bên kia nói là 1m52 thì thôi bù trừ. Em thích là một người cũng vui vẻ, hòa đồng và biết chia sẻ, có hiếu với gia đình. Người phụ nữ có ngoại hình em cũng thích là người hơi tròn tròn, là mũm mĩm lên. Mũm mĩm ha. Tóc dài, da trắng. Trời ơi. Và đặc biệt là cũng ăn mặc thì em thích là mặc kiểu mà công sở. Bên cạnh đó là cũng có nét truyền thống mà pha lẫn nét hiện đại, nhưng mà cũng đừng hiện đại quá. Chào chị. Rồi, có cái điểm gì không thích ở người bạn gái không? Thứ nhất là sống lộm thộm, không sạch sẽ. Gái làm gì sống sạch sẽ. Nói chuyện mà nhỏ nhẹt á chị. Hai là kiêu kỳ. Dẻo dẻo đó hả? Dạ, dẻo dẻo đó, chịu. Gái nhiều khi dẻo dẻo chút cũng dễ thương, cái đó gọi nhõng nhẽo. Nhão quá. À. Em nghe nổi da gà lên, da gà anh chịu rồi. Không được. Em muốn đem kem. Không được. Không được. Dạ. Mình bao nhiêu anh em? Dạ nhà em tới 11, anh chị em là hả? Em là người thứ 10. Thứ 10. Rồi mấy anh chị rồi là kết hôn hết chưa? Dạ mấy anh chị kết hôn hết trơn rồi. À. Bây giờ em và với em Út. Rồi, bây giờ em hình dung bạn nữ bên này như thế nào? Với cách nói chuyện và dáng vẻ thì em nghĩ là cũng hơi mập mập, cũng tròn trĩnh. Chuẩn ý em phải không? Có đeo mắt kiến giống em. Giảng viên em nghĩ rằng là chắc cũng là cũng phải đeo kính. Gần trúng rồi đó. Ừ. Nãy giờ em nghe cô gái kia em có thấy nhão không? Dạ không. Chào em gái. Dạ, chào anh. Nãy giờ em nghe anh nói em cảm giác đó là con người như thế nào? Chắc anh cũng hơi kỹ tính một chút, tại nghe anh nói là anh thích sạch, mà gái thì không ai ở dơ hết trơn anh ơi. Dạ sạch thì em sạch, em không có dơ. Thí dụ nữa mà về làm dâu á, làm dâu 11 người con trong gia đình nó được không? Dạ đông, càng đông càng vui. Được, tư tưởng này tốt. Nhưng mà em yên tâm đi, nhà anh là không ai làm dâu hết trơn á, mà về nhà là được mấy chị làm dâu lại cho em. Trời ơi, ở đâu mà mấy chị làm dâu lại cho em, nói ngon lành vậy. Chứ là đúng rồi, mấy chị giúp lại cho em đó. Tại vì mấy chị thương em lắm chị. Ừ. Ghét nhất cái gì tật xấu của người đàn ông? Dạ, không chung thủy. Anh này chắc không đến nổi đâu. Hút thuốc. Có hút thuốc không? Anh thì từ đó giờ không bao giờ hút thuốc hết trơn á. Dạ. Tốt. Anh làm bên xây dựng thì có nhậu hay là có rượu bia một chút cũng được. Cái đó là người đàn ông nào cũng có hết. Em không có quá khó khăn về vấn đề đó. Nhưng mà hút thuốc thì em ngại. Anh thấy nãy giờ ổn hai bên rồi đó. Ổn đó. Hôm nay là Thảo Nguyên đi với ai? Dạ hôm nay em đi với mẹ, với bà ngoại và em gái em. Dạ chào cô. Xin chào MC Quyền Linh. Chào MC Cát. Chào toàn thể khán giả trường quay. Cháu Hùng bên đây cũng là người chững chạc, dáng dốc hình dáng được chuẩn thì cũng đạt với của những cái yêu cầu mà Thảo Nguyên đưa ra. Cái thứ hai cô cũng ngạc nhiên thì nhà bên đây á, thì cô chỉ có hai đứa con gái thôi. Không biết là cái việc làm dâu này nọ rồi đó có phải là... Dạ không có làm dâu. Bản thân cô cũng là giáo viên cho nên đó giờ cũng ăn học không về cái mục làm dâu thì cô nghĩ là nó làm không nổi rồi. Nếu cho nó vậy thì cô cũng an tâm rồi thì... Thôi hỏi ngoại cho ngoại đây. Cho ngoại hỏi ngoại mấy câu đi. Cháu ngoại chuẩn bị kết hôn, ngoại vui không? Vui lắm. Ngoại thích không? Thích. Ngoại có coi chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò không? Có. Thấy cháu được không? Đẹp quá, đẹp đôi. Đẹp đôi đó, yeah. Được rồi. Ý kiến là cảm ơn ngoại. Cảm ơn ngoại nha. Hùng thì mình đi với ai Hùng ơi? Dạ em đi với là chị gái, hai em gái và hai người, ba người chị đồng nghiệp ạ. Dạ em xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường, cùng quý vị khán giả và chào chị Nguyên ạ. Chào em. Hôm nay đi đến chương trình thì gồm có là người chị thứ 6 và chị thứ 11 và em Út là thứ 12. Như anh Hùng giới thiệu thì anh Hùng là Út thứ 10 và với lại là đứa cháu con của người chị thứ 8.
cùng với lại ba chị đồng nghiệp với lại anh Hồng ạ. Em cảm nhận về chị là nói chung chị rất là dễ thương, em rất là thích. Với lại là khi mà nghe hai anh chị trò chuyện thì rất là có nhiều điểm giống với nhau. Chị cũng là cái mẫu người mà giống như là anh của em đang tìm kiếm. Khi mà nãy có nghe hỏi á, thì em có nghe chị nói là chị cũng rất là thích nhà anh chị đông anh em. Thì cái đó là bên gia đình em rất là quý ạ. Tại vì gia đình em rất là đông anh chị em, ba mẹ em rất là dễ. Nếu như mà chị mà làm dâu bên gia đình em á, thì ba mẹ em rất là thương dâu. Chị không có cần phải lo là như là bác gái nói là sợ chị làm dâu gì đó, không có. Anh em là một người đàn ông thực sự là tốt. Đến bây giờ là ảnh chưa có tìm được người này, cũng một phần là vì ảnh lo cho gia đình, ảnh lo cho em đi học. Mà ảnh là tự lập hồi nhỏ tới giờ, không phụ thuộc cho gia đình. Thì em cũng rất là mong là anh sẽ tìm được một nửa của mình và cùng nhau xây dựng gia đình thật là hạnh phúc ạ. Thì nói chung là hai anh chị cũng có duyên mặc đồ cùng màu. Đó là một cái duyên ạ. Em xin hết ạ. Cho chị nói câu đi. Dạ, sau này thì ý kiến của người chị đồng nghiệp với anh Hùng ạ. Chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Chào chị. Chào quý khán, tất cả các vị khán giả trong trường quay. Chị là Võ Thị Thanh Loan, hiện thì đang công tác tại Trung tâm Ngoại ngữ Tin học, Trường Cao đẳng Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh. Cũng là đồng nghiệp với lại em Hùng. Khi bạn gái vừa bước ra thì chị thấy có nhiều điểm nó rất giống với lại Hùng. Có nghĩa là hai em đã có một cái duyên nợ với nhau rồi đó. Em gái thì xinh, dễ thương, mà tính tình thì chị thấy nó cũng hoạt bát nữa. Và Hùng thì hiện tại công tác tại trường thì rất là đồng nghiệp, rất ai cũng quý trọng, bởi vì cái tính rất là nhiệt tình. Thứ nhất là Hùng công tác thêm cái phần mảng mà học sinh sinh viên, cho nên là em luôn giúp đỡ tất cả các học sinh, sinh viên và giúp đỡ những cái người thân, người cận kề của mình. Cho nên là, và tính tình chị thấy em cũng hoạt bát nữa, thì Hùng cũng hoạt bát, cho nên là chị nghĩ hai đứa nên cho nhau một cơ hội. Hẹn năm sau thì có một cái đám cưới đang tổ chức tại Trường Cao đẳng Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh. Có mời Quyền Linh không? Lúc đó sẽ mời MC Quyền Linh và MC Cát Tường lên làm hướng dẫn chương trình. Rồi, cảm ơn chị. Cảm ơn chị nhiều. Bây giờ tất cả mọi thứ gần như là tốt đẹp hết rồi đó. Bây giờ do hai em thôi nha. Kéo rào. Đây là thời gian của em đó Hùng. Bắt đầu. Cố lên nha. Chào anh. Chào bắt tay. Đến đây thì anh cũng chuẩn bị món quà này. Thì theo anh nghĩ á, thời gian trôi qua thì để lại quá khứ. Còn cái sự trò chuyện giữa hai người á, đi qua để lại kỷ niệm. Ngày hôm nay nó cũng làm mang đến cho mình một cái kỷ niệm rồi. Thì sau này nếu như em có thể bấm nút á, thì sau này chúng ta có thể là viết tiếp những cái kỷ niệm cũng như những câu chuyện còn lại giữa anh và em. À còn đây là cây bút nữa chứ. Cây bút này là tượng trưng cho người con trai, còn quyển vở là tượng trưng cho người con gái, khi hai người kết hợp lại với nhau để tạo thành một câu chuyện. Nãy giờ anh có suy nghĩ gì về em không anh? Nãy giờ thì anh cũng suy nghĩ là những cái mà mẫu người anh đưa ra là em có phù hợp hay không á. Nghe thì phù hợp, nhưng mà khi mà gặp em rồi thì anh cũng cảm thấy là đúng là như những gì anh nghĩ. Nếu mà sau này mà em có là chọn anh á, cái việc làm dâu thì anh nghĩ rằng là không có làm dâu, chỉ về và việc là nhờ các anh, các chị gọi là phục vụ mình thôi. Trời ơi, nói đâu mà ngon lành vậy trời. Anh làm mảng là tuyển sinh, công tác học sinh sinh viên. Đến vào cái thời điểm mà đi tuyển sinh á, anh phải đi các tỉnh cũng như là đưa cái thông tin cho các học sinh đồ biết về trường mình hơn đó, thì đó là anh đi nhiều. Dạ. Còn không biết em sao? Ừ. Em là giáo viên tiếng Anh nên là em dạy cũng từ thứ hai cho tới thứ bảy, có khi thứ bảy chủ nhật em cũng dạy luôn. Rồi vậy không biết là anh ở xa như vậy nữa, em ở bên quận tư á, một tuần vậy thì anh sắp xếp mình gặp nhau được bao nhiêu lần? Thật ra là gặp nhau bao nhiêu lần đó là tùy em thôi. Còn đối với anh là lần nào gặp thì anh cũng gặp được. Nó không có xa lắm. Không biết là em có thích đi du lịch không? Cũng thích anh, nhưng mà không có thích nhiều. Thì còn đối với anh thì anh cũng thích đi du lịch. Tại vì mỗi lần mà có thời gian rảnh thì anh đều đi. Nhưng mà đi là chỉ một mình thôi. Chỉ thích đi một mình.
cho anh hỏi tí. Thì vấn đề mà cũng xoay quanh về là anh em nhà đông đó, không biết là em có ngại gì không? Không ngại, anh em nhà đông đâu anh. Như em nói hồi nãy là càng đông càng vui. À, đó như vậy thì anh cũng mừng. Tiến tới hát bằng tặng bà bạn gái một câu đi. Làm công tác đoàn đủ là rất là văn nghệ dữ lắm. Đã bao mùa dầm mưa dài nắng. Gì hát bài này hả? Tiến lên anh, tiến lên. Muốn hát bài nào cũng được. Hát chứ. À, thôi thì đã đến đây rồi thì cũng xin hát bài Sóc Sà Bay Sóc Trăng luôn. Đó, đúng rồi. Sóc Sà Bay Sóc Trăng luôn. Tiến tới hát dưới cổ kìa. Nếu mà múa luôn càng tốt, à, minh họa cho càng tốt. Về đây quê hương Sóc Trăng, lũy tre làng hàng vừa rộp bông. Dù đi bốn biển năm châu, xa quê rồi mới hiểu lòng đau. Sông quê tôi đổ về ba ngã, cây trái ngọt con dòng phù sa. Đường qua Trường Khánh có người bạn hoa, tùa chia tùa yêu ta lữ thiệt. Cảm ơn anh. Quên, tự nhiên quên. Tặng nữa anh. Nghe nghiệp. Anh đã tặng em một bài hát rồi. Hát thì lại. Em xin gửi tặng anh và các khán giả trường quay bài Proud of You. Trời ơi. Nhìn nhau mà hát nào cho tình cảm. Rồi. Love in your eyes, sitting silent by my side, going on holding hand, working through the night. Hold me up, hold me tight, lift me up to the sky, teaching me to love we can't happen me open my mind. I can fly, I'm proud as I can fly, to give the best of mine, to the end of the time. Believe me, I can fly, I'm singing in the sky, show you the best of mine, to heaven in the sky. Hay quá. Xứng đôi nha. Hát hay. Mặc đồ đôi với nhau nó chứ. Giống như là đâu thiên duyên tiền định từ kiếp nào á. Bên hát Sóc Sà Bay, bên hát tiếng Anh. Hai người hát tiếng nước ngoài không à. Rồi bây giờ chúng ta về vị trí. Về vị trí và chuẩn bị bấm nút nè các bạn. Nãy giờ chúng ta đã có ít phút để trò chuyện với nhau, để trao đổi, để có thể hiểu được nhau. Suy nghĩ những gì đã trôi qua, xem tim mình có rung động hay không các bạn. Quyền quyết định các bạn. Bấm hay không tùy các bạn nha. Nào, chuẩn bị. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Hết thời gian. Trời ơi, mấy chị mừng quá, sáng mừng luôn kìa. Nắm tay nhau đi hai bạn. Hợp rồi đấy. Nào, nắm tay nhau. Đây là những chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn để có thể có một không gian lãng mạn nha. Là một cái. Gọi gì dùng miền? Miền miền Nam chứ vô. Miền Nam, miền Tây. Là từ thành phố Hồ Chí Minh đổ vào. Đúng rồi. Rồi chỉ có làm dâu được không? Ví dụ như anh nói bây giờ đây là miền Bắc Hồ Chí Minh nhưng mà có định hướng gì quá. Được. Ví dụ như anh nói là đang mình sinh sống và bị trời Sài Gòn nha. Nhưng mà ví dụ như anh nói bây giờ đang sinh sống ở đây nhưng mà khoảng 2 năm, 3 năm nữa có định hướng về quê thì có theo nó về quê làm dâu được không? Được. Thì anh chị chỉ ưu tiên người thành phố Hồ Chí Minh và miền Tây thôi. Đúng rồi, nhưng mà sinh sống và bị trời Sài Gòn. Rồi ví dụ như bây giờ anh đó ở miền Tây có cơ sở kinh doanh riêng nhưng mà bây giờ đang kinh doanh ở dưới thì bây giờ hai người tìm hiểu nhau được không? Được đúng không? Và miễn là hai cái đối tượng này, ví dụ như anh đó là người Bắc nhưng mà có định hướng ở Sài Gòn thì chị có chịu không chị? Không, mình ngồi miền Nam chỉ vô, miền Bắc không chịu. Bắc qua miền Trung thì sao chị? Không chịu luôn. Tại sao vậy? Không, để tiếp xúc rồi biết tính cách của anh. Tại sợ người Bắc không nghe đúng không? Không phải là không nghe mà tại nhiều khi không có hợp cái tính. Rồi chị, độ tuổi thì chị yêu cầu độ tuổi từ bao nhiêu chị? 32 tới 40 chị. Trừ tuổi dần đó chị. Là các bạn nó có tuổi dần hay không? Trời ơi. Em kể tuổi dần. Rồi. Ví dụ như nhỏ hơn chị 2 tuổi được không? Không chị. Không nhỏ tuổi hơn luôn? Không bằng tuổi luôn. Không bằng tuổi? Ủa tại sao không bằng tuổi không được chị? Em
phải nhỏ hơn mà ta suy nghĩ chín chắn thì cũng được kìa chị. Không, tại em thích lớn tuổi thì. Không chịu nhỏ tuổi mà cũng không chịu là lớn hơn chị tầm bao nhiêu là được? Là 32 tới 40 đi chị, 30. Lớn hơn chị 1 tuổi được không? Được. Nhưng mà bằng tuổi thì không? Dạ. Dạ, bằng tuổi thì có thể chấp nhận được không? Không, bằng tuổi. Tại em cũng khó hiểu được bằng tuổi nên mấy chị không hợp gì. Trời ơi, tiền ngồi thôi chứ không phải ai cũng muốn ai. Không, đa số luôn chị. Em tiếp xúc rồi. Ý là bây giờ chị phải... Thứ nhất nha, chị đã yêu cầu là người ta là ở thành phố Hồ Chí Minh, miền Tây, ok, cái này thì em vẫn tôn trọng, tuy nhiên cái đó là cái yêu cầu của mình. Rồi ví dụ như có những người họ bằng tuổi với mình nhưng mà họ suy nghĩ chín chắn, với lại là chị cứ thử một lần nữa xem. Tại vì nhiều khi bạn bè chơi với mình nó không có một cái tình cảm với mình, nó chơi mình nó rất là vô tư, nó đâu còn phải chín chắn trước mặt mình làm cái gì. Còn đôi khi mà người ta thật sự muốn tìm hiểu mình rồi thì người ta phải thể hiện người ta là người chín chắn như thế nào thì người ta mới thu hút được mình. Không, em không bằng tuổi rồi. Em đôi khi mà mình chơi với những đứa em của mình cũng vậy, mình là chị đó, mình cũng đâu còn phải chín chắn đâu, mình cứ chơi bình thường, cứ vui vẻ thôi mà. Còn ví dụ như có những người lớn tuổi nhưng mà họ không suy nghĩ chín chắn thì sao? Ví dụ như con bạn của em nó lớn hơn em 3 tuổi nhưng mà nó không có suy nghĩ chín chắn, đến giờ nó vẫn không có suy nghĩ chín chắn bằng. Và em có nhiều người anh cũng vậy, bây giờ lớn hơn em 5 tuổi bây giờ họ cũng rất là long bông, họ cũng đâu có chín chắn đâu. Bằng tuổi cho con không được, không bằng tuổi không chơi. Ý là mình chỉ tìm, ở đây là mình tìm hiểu thử. Mình tìm hiểu thử mà, mình tìm hiểu xem là mình có hợp hay không. Thì mình chưa tìm hiểu mà đâu có biết được. Thôi chị cứ thử đi, bằng tuổi đi. Mình phải cởi mở lòng mình ra. Thật ra chị ở cái độ tuổi này thì mình cởi mở lòng mình ra thì mình cứ thử, cái đối tượng này không được thì mình sẽ tìm đối tượng khác. Và lên đây mình đừng có cái suy nghĩ là lên đây mình phải tìm được một người để mình cưới, thì chương trình cũng không có biết cái người đó như thế nào. Chỉ là tìm thấy là hai người phù hợp với nhau, ghép cặp với nhau, tìm hiểu xem có hợp hay không nữa, đó là một câu chuyện nữa. Bằng tuổi nha. Còn về ngoại hình thì em sẽ cố gắng tìm cho chị một người 1m65. Nhưng về ký hay là hình xăm, đôi khi họ sẽ có những cái hình xăm ở bên trong thì em không biết cái đó gì thì tìm hiểu giúp em. Nói chung là mình cứ thoải mái lên, cởi mở ra, đừng đặt nặng quá. Tại vì em nghĩ là mình cũng sẽ có khoảng thời gian tìm hiểu rồi mình mới cưới, thì mình cứ tìm hiểu trước đã rồi mình hạ cưới. Thì mình cứ tìm hiểu thử xem nó có hợp với mình hay không. Không phải là... chứ chị mặc định là phải cưới liền thì nó cái đó nó hơi thiệt thòi cho mình, tại mình con gái mình cũng có ít sự lựa chọn hơn nữa. Nếu mà ghi hình thì cô lên cô nghe cô xem có cái người đó có hợp hay không. Đôi khi tụi con nhìn con phải đi, dạ gái tôi đâu là tôi phải đi theo gì đó. Chị có yêu cầu về tôn giáo không chị? Tôn giáo đạo Phật. Đạo Phật, ví dụ như anh nói đạo Chúa nhưng mà đạo ai mới giữ thì được không? Không, đạo Phật bắt buộc là phải đạo Phật. Trong những sau này con khác. Dạ. Dạ. À, là chị có thể làm dâu, có thể theo chồng làm dâu. Nếu mà quen được á, nếu mà hợp nhau thì tầm khoảng bao lâu thì mình sẽ tiến tới hôn nhân? Tùy theo đúng không? Ừ. Nhưng mà trong kế hoạch của chị là bao lâu? Kế hoạch bên đây giờ năm tuổi chứ sẵn sàng á. Nhưng mà cô tìm hiểu rồi chị có yêu cầu về tiêu chí khác, ví dụ như là công việc hay là thu nhập hàng tháng hay không? À, công việc ổn định, thu nhập công việc ổn định hả? Đúng rồi. Là chị cho em những cái công việc đi chị, ví dụ đối với em làm cái gì cũng ổn định, làm bảo vệ hay làm tài xế gì cũng ổn định vậy, chị có chịu không? Kinh doanh tức là cái ngành sống với em á, làm kinh doanh nhưng như là có hay là bên bác sĩ người gì đó của họ, hay là công nghệ thông tin, hay là những kinh doanh kinh doanh, ví dụ như người ta có một cơ sở kinh doanh nhỏ được không, không lớn, được thu nhập ra vào một tháng tầm 10 triệu thì được hay không? Dạ được, số của mình. Và là bây giờ chị cho em biết đi, chị không thích những cái nghề nào? Nghề công an, giao thông rồi đó, bộ đội. Và chị không yêu cầu? Không thích. Ý là bây giờ chị như không yêu cầu á. Không, là chị không thích người yêu của mình làm những nghề nào? Thì công an, là giáo
duyên. Và chị qua cảnh sát giao duyên. Tài xế. Chị, nếu như mà người ta đã ly hôn rồi thì sao? Chị ly hôn nhưng không có con. Được, ly hôn không có con thì vẫn được đúng không? Dạ. Là ví dụ như bây giờ anh này ở Đồng Tháp, anh này có một cái sở, có một cái cửa hàng kinh doanh nhỏ ở Đồng Tháp, thì bây giờ nếu mà tôi tìm ghép cho chị thì chị có thể tìm hiểu với anh này được hay không? Người ta đã kinh doanh, người ta ổn định hết ở Đồng Tháp rồi. Em ví dụ thôi nha, chứ người ghép cho chị thì hiện tại em chưa có biết, tại vì mới có hồ sơ của chị thôi, thì không biết là chị có tìm được, chị có đồng ý hay không? Được, Đồng Tháp rồi chạy tới tôi luôn sao? Đồng Tháp không sao hết đâu. Được, Đồng Tháp là gần gần hơn. Tại vì chị ơi, bây giờ cũng mạng xã hội cũng phát triển rồi, đâu phải là ngày nào cũng cần phải gặp nhau đâu. Một tuần gặp nhau một hai lần cũng được. Với lại khi mà người ta tìm hiểu chị thì người ta cũng sẽ chủ động thôi. Ý là muốn đi ở Sài Gòn hả? Thế đưa quay ở Sài Gòn. Bây giờ nha, có công việc ở Sài Gòn á. Ok, bây giờ công việc có ở Sài Gòn, tụi em đang có là công nhân. Còn kinh doanh ở Sài Gòn, kinh doanh ở Sài Gòn thì người ta đã ly hôn rồi. Chị chịu không? Hoặc là người ta sẽ lớn tuổi hơn chị. Ví dụ như người ta bây giờ người ta kinh doanh ở Sài Gòn thì người ta làm về kỹ sư nhà đất rồi được không? Ví dụ như người ta làm thầu công trình đó. Sư nhà đất. Đúng. Làm về nhà đất, làm về thầu công trình. Ly hôn rồi thì ví dụ có những cái trường hợp như vậy chị chịu không? Còn chị nghĩ đi, bây giờ một người họ không ly hôn, họ làm kinh doanh, họ làm bác sĩ, mà trong khi họ bằng tuổi chị, họ lớn tuổi hơn chị, thì họ sẽ có nhiều lựa chọn khác, họ sẽ chọn những cô gái trẻ hơn, đẹp hơn ở đây. Ý là em không có nói gì về chị, nhưng mà họ sẽ có những cái lựa chọn như vậy. Thì tại sao mình lại có thể có những cái lựa chọn, ví dụ như một anh ở Đồng Tháp, trong khi đó ảnh đã có một cửa hàng kinh doanh riêng, bây giờ mình chỉ cứ làm bà chủ thôi. Không, em cũng muốn Sài Gòn. Nãy em từ Bạc Liêu lên đây xin Sài Gòn. Thì chị nói ở Sài Gòn rồi, ok. Ở Sài Gòn thì kinh doanh thì về chỉ có các anh lớn tuổi hơn, hoặc là các anh lớn tuổi hơn đã ly hôn, hoặc là đã ly hôn đã có con thì họ mới kinh doanh ổn định. Chứ em nói thiệt, nếu mà bằng tuổi chị, hoặc là nhỏ, hoặc là lớn hơn chị vài tuổi, thì họ sẽ có những cái sự lựa chọn khác. Dạ, thì nói chung là chương trình chỉ nói như vậy thôi, chương trình cũng sẽ tìm được cái người phù hợp nhất cho chị. Nhưng mà chương trình cũng sẽ không thể nào tìm mình giống như trong cái hình mẫu chị yêu cầu được. Nó cũng chỉ sẽ giống khoảng 70% thôi, còn 30% còn lại là do hai người tự tìm hiểu với nhau. Về tính cách hay là về cái sự gì đó thì hai người tự tìm hiểu với nhau. Tại vì tụi em cũng không có ghép giống với nhau được đó chị. Nhiều. Dạ. Về mặt đó trước đó. Dạ. Và ví dụ như anh đó làm thầu công trình thì được không? Làm, ý là ổng mở ra một cái công ty riêng á, ổng làm. Làm thầu mà đỡ đi nhiều quá. Công trình mới đi nhiều, nói gì nó không kỹ sư không. Ngày 14 tháng 10 này chị em có ghi hình thì chị có tham gia được không, nếu chương trình tìm được người? Vậy giờ thì chương trình sẽ sắp xếp, sau đó sẽ gửi trước cho mình trước một ngày ghi hình. Dạ được. Dạ được. Nếu mà chương trình tìm được một người thì chương trình sẽ nhắn tin liên hệ chị qua Zalo nha. Dạ rồi. Dạ rồi. Dạ mình phỏng vấn xong rồi hả chị? Cảm ơn chị có gì. Để em mời chị kế tiếp nha. Chị ơi, chị lên sân khấu chị chia sẻ nhiều, cởi mở ra nha. Thầy hỏi bác tử chưa? Xong không? Dạ. Dạ con cảm ơn cô với chị.
chắn là tay xa ha. Dạ em ở bên xã Nhân Lập B. Dạ chị có lớn hơn em ha. Em ở bên xã Nhân Lập B. Dạ chị xin giới thiệu bản thân của em nha. Dạ rồi mình đang kinh doanh quần áo, là kinh doanh ở Bình Chánh luôn hả chị? Dạ em kinh doanh ở quận 12 rồi Thắng Phú. Ờ quận 12 khúc nào á chị? À rồi Nguyễn Hành Thủ. À với Tâm Phú rồi. Thu nhập của mình một tháng thì tầm bao nhiêu chị hả? Dạ thu nhập của em là 30 triệu một tháng. Ôi trời ơi chắc em nghỉ quá. Là tầm 30 triệu một tháng. Rồi lo kiếm tiền hay sao mà tới giờ vẫn còn độc thân vậy? Chị lo kiếm tiền hay sao mà đến giờ chị vẫn còn độc thân? Đúng rồi. Trời ơi, chị xinh như vậy mà kinh doanh giỏi như vậy không gặp được anh doanh nhân nào hay sao? À, tại vì bạn thì mình cũng có nhưng mà chỉ là bạn thôi. Còn thay vì mình muốn kiếm tiền thì mình lực lớn thôi. Dạ. Dạ rồi ha. Thì chị chia sẻ cho em ưu điểm và nhược điểm của mình. À, ưu điểm thì mình thì chịu khó. Dạ rồi. Còn nhược điểm thì mình cũng trầm tính mà cũng có một chút là giận hơi lâu á. Nhược điểm là trầm tính với là giận lâu hả? À, mình coi như là mình trầm tính đi. Bắt nói nữa. Dạ. Có biết hát ha gì không chị? Hát ha thì không có gì đâu nhưng mà không có thì cũng đi với là bạn bè như là mà bạn bè được đi thì đôi khi mình cũng vui vui được làm vài câu thôi. Nào hát vài câu thôi chị, hai câu thôi chị. Thôi bây giờ đi thôi, không hát đâu. Hát đi có hai câu thôi mà. Chị hát cái gì? Chị hai câu thôi. Hai câu thôi, lên sân khấu cũng hát hai câu thôi. Cái này là mình đang hát để cho bạn Nam nghe chứ mình đâu có đi thi hát đâu mà chị sợ. Chị đừng có hát quá. Hai câu hả? Bây giờ hỏi là nghe chưa, chị không có nhớ đâu. Chị về tập luyện được. Ok, chị về tập luyện nha. Chắc là chưa nha. Rồi, khó phải tập luyện đó. Rồi, nhược điểm của chị là trầm tính và ít nói. Có phần nhút nhát luôn đi. Trầm nhược điểm. Dạ, kinh doanh một tháng 30 triệu mà nhút nhát. Nhát chứ nha, tại vì bạn bè nói chuyện là cũng được. Ví dụ như mình cái đầu người đó mình thích rồi á, thì đôi khi mình có cảm thấy mình có nhút nhát rồi mình cái mặt người ta hay là cái gì đó để đi chưa yên quá. Dạ. Rồi chị, chị cho em biết là cái hình mẫu của chị như thế nào á? Hình mẫu về bạn trai hả? Hình mẫu về bạn trai chị. À, cao thấp mập béo như thế nào? Nhà ngoại hình để coi là được rồi. Chứ bây giờ mình ngoài cao quá thấp quá thì để ngoại hình để coi đi. Dễ nhìn đi, ngoại hình dễ nhìn. Rồi. Chứ còn yêu cầu đặc biệt gì đó ở bên ngoại hình không? Còn yêu cầu đặc biệt gì đó không? Có điểm đặc biệt gì đó không? Được không? Chị còn muốn yêu cầu đặc biệt gì đó không? Nếu mà chưa có thì sao? Nếu mà chưa có thì sao nhỉ? Chưa có thì có được không? Chưa có thì cũng có thể được. Nếu mà hợp tính cũng có thể được. Nếu mà và chị đang muốn là tìm bạn trai mà khu vực thành phố Hồ Chí Minh hay là những cái tỉnh khác lân cận có được không? Chị muốn tìm bạn trai mà khu vực thành phố Hồ Chí Minh thôi đúng không? Dạ, hay đúng là Bình Dương, Đồng Nai được không? Được, đó cũng được. Miền Nam, Miền Trung cũng được.
em đi. Giống như mình có thể đến từ ở chỗ khác nhưng mà có công việc và cuộc sống là ở thành phố Hồ Chí Minh. Chị có cái điểm gì không thích ở đàn ông? Điểm không thích à? Dạ. Không thích là một sự cái nha, coi như là một sự giả dối. Nếu mà một người đàn ông mà giả dối thì mình không thích. Còn điều gì nữa không ạ? Ví dụ như là lăng nhăng. Và nóng tính là mình không phải là đàn ông rồi đó. Gia trưởng nữa. Chị mong muốn là bạn trai làm cái ngành nghề gì? Kinh doanh. Kinh doanh. Gì đó? Muốn bạn trai làm kinh doanh. Kinh doanh. Chị có hai mối tình, mối tình thứ hai là kết thúc lâu chưa? Lâu rồi. Cái thời điểm sau khi kết thúc mối tình hai ấy, thì chị có đi tìm hiểu thêm những mối quan hệ khác không? Cản thì điểm thôi, nhưng mà tình yêu thì không có, mình không có để phần tình yêu. Tại sao vậy? Tại vì phải hợp mà như là chưa có ai hợp với bản thân nên là chưa có cho một tình yêu. Thế là chị không có chủ động đáp lại với người ta? Mình có chủ động đáp lại người ta không ạ? Dạ vâng. Hay người không có hợp, chứ là đầu phải đáp lại. Không tìm hiểu, được giới thiệu hay sao chị? Tìm hiểu là mình tự lên. Trong tình yêu chị có thường hay chủ động không? Thường hay chủ động hả? Có. Nhưng mà cũng ít thôi chứ không có nhiều. Chị có tài nghệ hay năng khiếu gì không? Chị biết hát không ạ? Hình như là năng khiếu hát thì không có. Hát? Hát là không? Chị hát vui vui được không? Hát thử em nghe quá. Không, cái thật ra là mình hôm đấy mình lên mình chỉ hát để mà giao lưu với lại cái anh chàng với nó thôi. Dạ, chứ không phải là cuộc thi tìm kiếm ca nhạc. Dạ, ok. Nhà chị có mấy anh chị em? Dạ, nhà mình có 4 người. Nhưng mà mọi người đã lập gia đình rồi. Hiện tại mình đang sống với bố mẹ. Chị đang sống với bố mẹ. Dạ. Rồi, ok. Em cảm ơn chị. Xong rồi... Có tuổi của bạn trai không? Tuổi bạn trai chọn tuổi nào không? Chị muốn chọn luôn, chọn tuổi. Chị cứ nói từ nãy giờ em cứ hỏi chị yêu cầu đặc biệt thì không á. Nếu mà tuổi thì tầm 32-42 tuổi. Ngoài khung này thì không được hả? Dạ. Ngoài khung này thì không được hay sao? Đúng rồi, mình chỉ chọn khu vực miền Nam. Vâng, chỉ với lại chị chỉ muốn chọn bạn trai mà từ 32-42 tuổi nữa. Dạ. Okay. Và độc thân nha, độc thân nha. Tức là không có rồi, có nghĩa là chưa từng lấy vợ, chưa từng lập gia đình. Chị còn yêu cầu gì không? Chị cứ nói nhé. Chị còn yêu cầu gì nữa về bạn trai không? Nếu mà có nhà riêng ở thành phố Hồ Chí Minh thì càng tốt, còn không có thì không. Ok chị. Rồi chị đấy, chị có cái gì yêu cầu được gì đó chị cứ nói. Dạ. Dạ vâng vâng. Tại em sẽ dựa vào mấy cái này để em tìm người đúng với chị. Xong rồi hẹn sẽ có một biên tập làm nội dung kỹ hơn với chị. Dạ. Dạ ok. Dạ vâng, xong rồi. Dạ cảm ơn chị ạ. Dạ cảm ơn chương trình.